Mến chào cô chú và các bạn. Tháng 9 phải nói là một cái tháng mình rất là thích. Tại sao? Bởi vì trời mát mát nè, rồi mình sẽ đi tìm những loại hoa cũ trồng xuống. Tháng 9 thì mình trồng xuống, hoặc là tháng 10, tháng 11, nhưng đừng trễ quá. Bởi vì có những loại hoa trồng bằng cũ, đến mùa xuân, đầu mùa xuân, giữa mùa xuân thì hoa sẽ nở rất là đẹp đến tháng 3 và tháng 4. Sau đó mình sẽ trồng tiếp những loại hoa cho mùa hè. Phải nói một loại hoa mà mình rất là cảm thấy vui, vì một loại hoa đó là nữ hoàng về đêm. Có người nói rằng là không có nói là hoa, phải dùng một cái tên khác. Mình không biết dùng như thế nào cho đúng, hoa hay là bông. Khác biệt ở chỗ nào? Nhưng đối với mình đó, hoa cũng được, bông cũng được. Sáng nay mình đã đến nhà của người chị bạn, nhìn thấy hai chậu quỳnh, hai tháng. Chỉ có hai tháng thôi mà có cái sự thay đổi quá là tuyệt vời. Tại sao? Hai chậu quỳnh này đã thấm thoát đã 5 năm rồi. Đã thấm thoát 5 năm qua, không có bông. Và cách đây 2 tháng chị cũng đã nói với mình qua nhà giúp chị để cắt tỉa, bón phân và làm cách nào hy vọng rằng sẽ có hoa. Và mình cũng đã làm một cái video đổ hết những chậu hoa này ra rồi trồng trở lại cho chị, và cũng đã cắt tỉa. Những nhánh không cần thiết mình cũng đã đem về nhà, và vẫn có được cái hoa mà đã làm một cái video ngắn chia sẻ khi thấy được hoa quỳnh nở. Khi qua nhà chị nhìn thấy hai chậu hoa này, mình không biết phải nói như thế nào. Nhưng đặc biệt ở đây, mình muốn nói với cô chú và các bạn một điều. Bất cứ một loại hoa nào mình trồng cũng vậy. Nếu như mình có thời gian một chút xíu nè, bón phân, cho thức ăn, tưới nước, như vậy là hoa sẽ tiếp tục ra mỗi một cái mùa cho mình. Nhưng đặc biệt là hoa nữ hoàng về đêm, hoa quỳnh sen đá, thu hải đường. Những chậu hoa thu hải đường phải nói là hoa nguyên một năm luôn. Những chậu hoa mà ở nhà chị thì nó khác biệt hơn hoa của nhà mình, bởi vì hoa thu hải đường có nhiều loại lắm. Nhưng mình đã cắt một hai nhánh về để cắm xuống đất. Hoa thu hải đường phải nói rất là dễ trồng, và mình chia sẻ cách trồng như thế nào cho cô chú và các bạn nếu như nhà của ai đó có, mình có thể xin về. Phần quan trọng của video ngày hôm nay mình muốn nói về thức ăn. Tại sao một cái loại thức ăn mình có thể dùng mà chỉ trong vòng 2 tháng thì một cái khu vườn nhỏ bé xinh xinh của chị đã ra hoa. Để làm sao mua được những thức ăn rất là đơn giản, mình đi vào Home Depot download cái app. Nếu như mình không biết đồ để ở đâu thì cái app này nó sẽ cho mình biết ở đâu để mình lấy, hoặc là mình cũng có thể hỏi những người ở trong tiệm. Đơn giản lắm, không có khó, bởi vì đây là cách mà mình đã dùng và mình cũng đã mua. Nếu mình không có mua đem về nhà được thì người ta cũng có thể đem về nhà cho mình, hoặc là ở tiệm không có cũng có thể mua rồi đem đến tiệm rồi mình tới lấy. Những cái gì nặng quá đó thì mình cũng không cần phải bưng, bởi vì người ta sẽ bưng cho mình. Thí dụ nha, phân bò hay là cát nặng quá làm sao mình bưng cho được, cho nên tốt hơn hết là mình gọi người ta bưng cho mình luôn. Vì vậy cho nên đặc biệt trong video ngày hôm nay mình nói đến những thành phần quan trọng, đó là phân bò, cát và trân châu. Còn nếu như cô chú và các bạn không có thích dùng phân bò thì có thể mua bất cứ loại phân nào mà cô chú đã thích dùng qua. Nhưng lúc nào mình cũng phải cho thêm cát và trân châu cho những loại cây hoa quỳnh hay những loại hoa sen đá. Cũng như có những loại hoa mình phải dùng những loại phân đặc biệt thì đó cũng là một cách. Tuy nhiên, những loại hoa sen đá, những loại hoa quỳnh rất là thích phân bò. Mình chỉ nói như vậy mà thôi. Bây giờ nói đến để làm sao mua được những thức ăn vitamin, phân cá, thức ăn 10-10-10. Tất cả mình mua ở trong Home Depot. Nếu không có, mình có thể lên mạng xem rồi mua. Bây giờ mình chia sẻ cách
cách mình mua như thế nào để cho cô chú và các bạn có thể vào xem. Mua rất là đơn giản, bởi vì có những lúc mình vào tiệm không có thì mình có thể đặt, rồi mình đến đó lấy hoặc người ta sẽ gửi về nhà cho mình. Còn nếu như không có để cho mình mua thì bắt buộc phải vào Amazon.com. Nhưng đơn giản, chỉ cần đánh số Plant Food 10 10 10. Như vậy là sẽ ra hết tất cả những loại thức ăn nè, để cho mình dùng trong khu vườn của mình. Có rất là nhiều loại. Một loại mình mua bịch nhỏ, một loại mình mua bịch lớn. Và những loại này mình cũng đã từng chia sẻ qua, để làm sao mình biết được loại nào và loại nào không cần thiết. Chỉ cần đánh một con số 10, 10, 10 thì sẽ ra hết tất cả. Bây giờ đây là một cái thí dụ, một cái loại thức ăn 10, 10, 10 bịch lớn mình đã mua xài, phải nói là tùy theo bao lâu. Cách dùng thì mình cũng đã chia sẻ qua rồi. Mùa hè thì mỗi tháng mình phải cho thức ăn một lần. Mùa đông từ tháng 9 cho tới tháng 3 thì mình mỗi 3 tháng hoặc 2 tháng mình cho khu vườn của mình. Tuy nhiên là mình không có trồng gì hết, nhưng những cái cây, những cái bông đã ngủ hoặc thức. Và mùa đông thì cũng phải cần thức ăn cũng như mình vậy thôi. Cho nên bón phân, tưới nước, thức ăn vẫn phải cần. Tuy nhiên mùa mưa thì mình không cần phải tưới. Nhưng hết mưa rồi, 1 tháng, 2 tháng thì mình phải tưới. Và cũng đã chia sẻ qua một loại cây monitor, mình mua về cắm vào chậu, khi cần nước thì mình sẽ tưới cho cái cây đó của mình. Thức ăn 13, 13, nếu như cô chú và các bạn thích dùng loại nặng hơn thì đây mình cũng có thể dùng loại này. Mình chia sẻ hai loại thức ăn để cho cô chú và các bạn có thể lựa chọn những loại thức ăn nào mình muốn. Nhưng mình nói trước, đừng cho nhiều quá, cứ mỗi tháng mình cho một lần. Như vậy thì cây của mình sẽ tốt, khỏe và mạnh. Còn nếu như mình dùng những loại thức ăn mạnh quá thì cây của mình nó sẽ bị chết. Tại sao? Bởi vì những thức ăn đó mình không nên dùng. Dùng nhiều thì chắc chắn một điều, cây nhỏ không thể nào chịu nổi. Cây lớn mình cho bao nhiêu cũng được. Vì vậy cho nên khi mình dùng thức ăn này thì mình cũng sẽ biết được cây của mình nó nhỏ hay là nó lớn. Một tablespoon cho tới 5 tablespoon thì mình có thể nhìn ra được cái cây của mình. Như vậy thì mình cũng biết cách để làm. Còn cho thức ăn như thế nào thì cũng đơn giản lắm. Thí dụ mình lấy một cái thùng nước 5 gallon, cứ mỗi 1 gallon thì mình cho 1 tablespoon. Mình quậy cho thật là đều vitamin B1, rồi mình tưới hết cái khu vườn của mình. Không đủ thì mình tưới nước tiếp tục. Còn nếu như rải thức ăn, mình cũng có thể bỏ vào thùng quậy hết cho nó tan rồi tưới một lần. Hoặc là cứ 1 tablespoon là mình rải ở dưới gốc cây. Có nhiều cách để làm. Mình sẽ để tất cả ở dưới phần mô tả, từ giai đoạn 1 bón phân, tưới nước cho thức ăn. Và nếu như cây của mình bị những vấn đề gì, lá khô, lá héo, bị sâu bọ, tất cả mình đã chia sẻ qua nhiều lần và mình cũng đã để trong những cái video ở với phần mô tả. Thì như vậy cô chú có thể vào đó đọc rồi xem thử coi mình có thể dùng được cho khu vườn của mình hay không. Chia sẻ cách trồng hoa hay những loại thức ăn, tất cả mình đều dùng cho khu vườn của mình. Và mình cũng đã chia sẻ và giúp bạn thay những chậu hoa quỳnh. Hoa quỳnh là một loại hoa nghĩ rằng rất là khó trồng. Nhưng khi mình đã làm được một điều mà những chậu hoa quỳnh đã 5 năm rồi không ra hoa, thì như vậy cô chú và các bạn cũng đã thấy được hoa quỳnh nở hoa như thế nào tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Hoa quỳnh mình không có để ở ngoài nắng, để ở dưới mái hiên, bởi vì hoa quỳnh trắng cái lá nó mỏng manh hơn, không có chịu nắng được. Trời mát mát thì hoa quỳnh sẽ ra. Còn nếu như mình trồng hoa quỳnh ở trong nhà thì mình phải cần có một cái đèn ở trong cái chậu sát bên, chiếu vào gốc thì như vậy hoa quỳnh sẽ nở hoa. Một loại vitamin B1 rất là quan trọng cho tất cả những loại hoa. Và mình cũng đã chia sẻ qua loại vitamin B1 này chỉ có Home Depot bán mà thôi, với cái giá chỉ có 11 đồng. Còn nếu như mình cần mà ở Home Depot không có thì mình cũng có thể mua trên online. Còn nếu như cô chú và các bạn ở những tiểu bang khác thì mình phải mua ở trên Amazon, tuy nhiên giá mắc hơn. Nhưng vitamin B1 rất là quan trọng. Phần thứ hai, nếu không có vitamin B1 của Western
thì mình có thể mua một cái loại thứ hai. Và đây là cái loại mà mình cũng đã chia sẻ qua. Loại này cũng không có thua kém gì vitamin B1 đâu, rất là tốt. Hôm nào rồi mình chia sẻ loại này cũng như là vitamin B1. Mỗi lần tới mùa đông, mùa hè thì lúc nào mình cũng cần đi xin xác cà phê ở Starbucks để rải ở sau khu vườn của mình. Starbucks Coffee lúc nào người ta cũng để cái thùng ở kế cái quầy tính tiền. Nếu mình không thấy thì mình hỏi. Costco hiện bây giờ bán rất là nhiều loại hoa cũ để cho mình trồng vào tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12. Để rồi tới tháng 3 và tháng 4 sẽ ra hoa rất là đẹp. Và mỗi năm hoa sẽ ra trở lại, đặc biệt hoa tulip. Nếu như mình trồng 50 củ thì năm thứ 2 sẽ còn khoảng đâu là 30 củ. Rồi cứ tiếp tục như vậy thì 1-2 năm thì mình phải trồng hoa tulip lại một lần nữa. Nhưng chỉ có một loại hoa sẽ cho mình nhiều hơn mỗi năm, đó là hoa calla lily. Hiện bây giờ thì chưa có bán. Khi nào có thì mình chia sẻ. Nhưng tất cả những loại hoa mà bây giờ cô chú vào Costco thấy được là những loại hoa này sẽ mọc vào mùa spring, gọi là early spring hay là mid spring. Mình hy vọng rằng là video của ngày hôm nay, tất cả những loại hoa mà cô chú có thể vào Costco mua để trồng, mình trồng ở trong chậu hay trồng ở dưới đất, đều là một mùa. Tháng 4 sẽ cho hoa, nhất là một cái ngày lễ Easter Sunday sẽ ra hoa đẹp lắm. Mình trồng ở trong chậu, trồng ở dưới đất, cách xa mỗi củ là bao nhiêu. Mình đã mua hết rồi và chia sẻ. Nay mai để rồi cho cô chú và các bạn xem thử cái video đó rồi sẽ làm theo. Còn nếu không, mình cũng có thể ở ngoài sau, người ta chỉ cách cho mình trồng. Tất cả những loại hoa mà trồng bằng cũ thì rất là dễ, không cần phải chăm sóc nhiều. Tuy nhiên đến mùa mưa như là tháng 11, 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3, mình không cần phải làm gì hết vì mưa đã giúp mình tưới cây. Và tới hết mùa mưa là bắt đầu mình sẽ thấy được hoa nở lên rất là nhiều. Một loại hoa gọi là tiên nữ. Đây là một loại hoa phải nói đẹp vô cùng. Những loại hoa thơm, cây cao, cây thấp thì cũng ăn thua mình. Những loại hoa này cao bao nhiêu inch, cao nhất là bao nhiêu inch thì tùy theo một cái khu vườn của mình trồng. Chỉ có một điều, ở ngoài thì thấp, từ từ lên cao thì như vậy khu vườn của mình sẽ rất là đẹp. Đến mùa đông thì cô chú sẽ thấy được khu vườn của mình như thế nào. Một năm có 4 mùa xuân hạ thu đông, năm nào tháng nào khu vườn mình cũng có hoa hết. Hiện bây giờ đã đến tháng 9 rồi thì những loại hoa như là hoa sen đá thì sẽ không ra hoa nữa. Nhưng có những loại hoa vào mùa đông, mùa thu, mùa hè thì cứ tiếp tục ra hoa cho mình. Vì vậy cho nên một lần nữa, nếu như cô chú và các bạn nào thích trồng hoa thì đây cũng là một cái dịp để cho mình đi mua những cái củ để trồng. Ở Home Depot và Lowe cũng sẽ có bán, nhưng giá cả thì sẽ mắc hơn một chút xíu, khoảng đâu là 5 đồng. Nhưng bây giờ đã đến lúc mình đi Home Depot, có nơi thì có nơi thì không. Đặc biệt một loại hoa mà mọi người đang chờ đợi đó là hoa lan. Hoa lan là loại hoa mà phải nói là hoa lan huệ, chứ không phải là những loại hoa lan mà người Việt Nam của chúng ta thích trồng trong những mùa Tết. Đẹp lắm. Tất cả những loại hoa mà mình chia sẻ rễ dễ trồng, không có khó. Hoa tulip thì mình trồng ở dưới đất thì đẹp hơn là ở trong chậu. Nhưng khi đã trồng thì mình phải trồng sát sát bên nhau. Có rất là nhiều màu và mình cũng đã lựa chọn những màu mà mình thích nhất. Hoa tulip có loại cao, loại thấp, khoảng đâu là 2 inch, 4 inch, 6 inch, 8 inch, 10 inch. Mình nói như vậy đi ha, hay là mình nói là cao nhất là 1 feet cho tới 1 feet rưỡi. Còn bông đẹp hay không thì cũng tùy theo mọi người chọn lựa. Một lần nữa, một loại hoa quỳnh trắng mà phải nói rằng mình chưa bao giờ thấy hoa. Từ khi biết nói đến hoa quỳnh trắng thì từ lúc đó tới bây giờ luôn luôn tìm hiểu những loại hoa quỳnh này có dễ trồng hay không. Dễ trồng lắm cô chú và các bạn ơi. Nếu như có thể mình xin những cái nhánh, chỉ một nhánh thôi mình cắm xuống, chỉ cho thức ăn, bón phân, không cần tưới nước nhiều. Lâu lâu mình mới tưới một lần nha.
để trả lời một câu hỏi của một người chị rằng tại sao cây bông huỳnh không có ra hoa, lá bị héo. Chị hãy đi mua một loại thức ăn 10-10-10, cho vào đó một tablespoon rải chung quanh của những loại cây mà chị đang trồng ở trong khu vườn của chị. Phần thứ hai, chị đừng có tưới nước nữa. Phần thứ ba, thì chị phải cố gắng mua cái vitamin B1, lấy một tablespoon cho vào một galon nước rồi tưới vào cây, ở dưới gốc cây. Chị làm thử một tháng, tháng 9 và tháng 10, chị sẽ thấy được cái lá sẽ tươi tốt trở lại. Tại sao lá cây của mình bị như vậy? Bởi vì không bón phân cho thức ăn và vitamin B1. Đó là lý do tại sao lá của chị nó bị héo. Như vậy thì chị hãy cố gắng đi mua một loại thức ăn 10-10-10 ở Home Depot và vitamin B1. Một muỗng tablespoon thức ăn 10-10-10 chị cho ở dưới gốc cây. Vitamin B1 một tablespoon cho vào một cái thùng nước 1 gallon, quậy cho thật là đều. Rồi chị cũng tưới ở dưới gốc cây, một tháng chị làm một lần. Và chậu hoa quỳnh đừng tưới nước nữa cho đến tháng 12. Chỉ khi nào chị thấy là khô quá thì chị cho chút xíu nước mà thôi. Bởi vì những cái tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12, cây hoa quỳnh không có cần nước nhiều lắm đâu. Và nếu như cây của chị nằm ở ngoài nắng nhiều quá thì cho vào bóng mát. Như vậy thì cây của chị sẽ tốt, khỏe mạnh trở lại. Và hy vọng rằng chị xem được cái video này của em và sẽ cố gắng làm được những gì cho chị thì em sẽ làm. Hy vọng rằng tất cả những gì mình chia sẻ qua video này, cô chú và các bạn, nếu ai đó thích trồng hoa quỳnh hay không phải là hoa quỳnh, tất cả những loại hoa nào cũng vậy. Quan trọng là mình phải bón phân cho thức ăn, tưới nước thì cũng tùy theo cây. Đặc biệt, loại hoa quỳnh nữ hoàng về đêm thì không có thích ở ngoài ánh nắng mặt trời nhiều, không có thích nóng, cho nên mình phải cho vào bóng mát. Như vậy thì lá xanh tươi và sẽ cho ra rất là nhiều trong những ngày tháng sắp tới. Còn những hoa quỳnh sen đá thì ở ngoài nắng nhưng không hơn 110 độ F. Vì vậy khi mình có những loại hoa quỳnh thì nên để ý nhiều một chút. Còn hoa sứ thì cũng vậy, bây giờ mình sẽ chờ đợi thử coi mùa đông có sống được hay không. Mến chúc cô chú và các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Nếu như cô chú và các bạn nào vô tình xem được cái video của mình, xin cho một cái subscribe, like và share vài hàng comment để mỗi buổi sáng thức dậy đọc rồi hồi âm. Cảm ơn cô chú và các bạn đã luôn luôn ủng hộ xem video của mình mỗi ngày. Cảm ơn rất nhiều. Xin hẹn lại video kỳ sau.